Trước khi tạo ra chữ viết, con người đã biết sáng tạo hội họa. Trong những loại hình nghệ thuật giá trị nhất mọi thời đại, hội họa là loại hình nghệ thuật xuất hiện sớm nhất. Bên cạnh đồ họa nghệ thuật và điêu khắc, hiểu một cách đơn giản, hội họa là vẽ tranh. Màu sắc, kết cấu, đó là sự sắp xếp, các hình khối, đường nét. Gồm mọi thứ, từ phác thảo cơ bản đến các đường, các cạnh trên sắc thái của đối tượng, trên bề mặt hai chiều, giấy hoặc vải, để tạo ra một hình ảnh mang tính thẩm mỹ, sử dụng cọ bút và màu vẽ. Người thực hiện công việc này là họa sĩ. Một tác phẩm hội họa hay tranh vẽ thị hiếu về cái đẹp dựa trên kỹ thuật vẽ tranh. Cái gì khiến nghệ thuật cuốn hút chúng ta? Giá trị của hội họa nằm ở đâu mà người vẽ lại đam mê nó đến vậy? Nó đem lại cái niềm vui cho cuộc sống. Ví dụ giả sử như mình lúc mình vui mình buồn chẳng hạn thì có thể mình vẽ những bức vẽ nào đấy tiêu khiển để cho cuộc sống mình nó vui vẻ, tươi đẹp hơn. Thứ hai, hội họa nó mang giá trị về lịch sử hoặc là ghi lại cái mình quan sát được. Không chỉ giá trị lịch sử, ngoài ra hội họa từ xưa đến nay còn hữu dụng trong việc ứng dụng mỹ thuật từ những sản phẩm nhỏ nhất như ấm trà, bình nước cho tới ngôi nhà hay công trình kiến trúc. Leonardo da Vinci ngày xưa đã vẽ ra những cái cấu trúc, ví dụ như là súng máy này, máy bay này. Đấy là những cái quá trình mà để thiết kế mỹ thuật ứng dụng ha. Với nguyên lý bất toàn và trong thời kỳ hội nhập, chắc chắn hội họa vẫn sẽ có những góc thiếu hoặc thừa để tạo ra những đặc trưng riêng. Nhưng qua bao thăng trầm lịch sử, hội họa vẫn phát triển và vượt qua nhiều loại hình nghệ thuật khác, giữ được nét đẹp để lưu dấu, trải dài, chấm phá, mang giá trị đặc biệt với văn hóa, lịch sử, giá trị thẩm mỹ, tạo nên những ảnh hưởng mạnh mẽ cho các thế hệ trong quá khứ, hiện tại và tương lai.